Dạ theo yêu cầu của ông Bồ Xô, xin bằng phép gia đình. Ông Bồ Xô tức là em Tuấn, là hôm nay là chúng em và chúng cháu đến đây là cái ngày vui hôm nay, là nhờ em Tuấn là tạo điều kiện cho chúng em đến ngày vui hôm nay. Và hát với một người không ai xa lạ hơn, đó là bà xã của em, đó là em dâu của Thạch Tiên. Thì xin mời nữ nghệ sĩ Thùy Linh hát với Thạch Tiên một bài nữa tặng gia đình rồi. Chắc có lẽ là từ đây về sau chắc Thạch Tiên ngồi nhậu rồi đó. Rồi bây giờ Thạch Tiên cùng với Thùy Linh sẽ hát tặng gia đình một bài hát tân cổ một bài hát tân cổ rất là quen thuộc của soạn giả Nguồn Khanh, bài hát được mang tên Cung Đàn Mới. Bài này hình như có núi núi non này nè, phải không? Rồi vô. Đang trưng lòng
tiếng lòng mẹ đua, hãy ngân lên giang khắp buông lỡ. Đồng ý là có mới mới nhưng mà làm nó rối không à. Chưa tập tuồng nghe cái này, vụ này chưa tập á. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ Thạc Tiên và Thùy Linh rất nhiều.